những con vang liền. Các bác hát karaoke gia đình, con này các bác chơi hai cặp Boss hoặc là hai cặp BMB Bass 25. Nói chung á, dòng dân gua để nói các bác để thêm mình tham khảo thêm như là 2335 La Mã hoặc là 2335N, các bác chỉ chơi được một cặp loa, vài loa thì 25 trở lại thôi, chứ còn chơi 30 nó đuối. Còn 506G này thì nó y chang 506N tại vì công suất, và đây là một đại bản cao nhất, nó như 506N luôn nha các bác, nhưng mà giá nó sẽ hợp lý hơn. Hai con này đều là vang liền, vang rời thì rỉ hơn 1 triệu nha các bác, còn hai con này là vang liền, đẹp xuất sắc hết, từ cho mặt tiền cho đến là thùng vách. Đây thì cấu hình nó y chang con 506N nha các bác. Dòng này được các bác săn lùng rất là nhiều, nó hướng tới các bác nào mình thích sự là đơn giản, không cầu kỳ là vang hay là đẩy, chơi gia đình. 506G các bác cứ tưởng tượng nó y như 506N là sự kết hợp hai con 2333 La Mã đó các bác. Nên là con dòng 506 các bác có thể chơi được hai cặp loa, còn những dòng 2333 La Mã hay là 2333N thì các bác sẽ chơi được con cặp à. Nên là những dòng này được các bác chơi săn lùng rất là nhiều bởi vì giá nó hợp lý. Ở tầm tiền này thì các bác mình tội gì phải mua con 2333N mà chơi được con cặp loa. Và con 506G thì giá nó cũng tầm tiền đó, vẫn phân phối cho các bác là hàng cực đẹp luôn nha. Giá là 11 triệu 500, vang liền, đẹp xuất sắc. 1080W, 520W trên mỗi bên. Nó là chạy mỗi vế là 4 con Toshiba lớn và 4 Toshiba đen nhỏ nha các bác, tổng là 8 con lớn nhỏ nha. Nguồn giữa. Đời này thì nó y chang 506N, giá hợp lý hơn. Vang liền nha các bác, DS đỏ nha. Hai con đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Tất cả nguyên zin, mé chất bãi Hàn Quốc về. Các bác thì thấy được cái khung sườn phía dưới này, mới tinh. Nguồn. Tất cả là zin DS hết nha các bác, mé chất bãi về. Quả đẹp long lanh, nhìn các bác nhìn cái ruột là đủ phê rồi. Những con vang liền, các bác hát karaoke gia đình, con này các bác chơi hai cặp Boss hoặc là hai cặp BMB Bass 25. Nói chung á, dòng dân gua để nói các bác để thêm mình tham khảo thêm như là 2333 La Mã hoặc là 2333N, các bác chỉ chơi được một cặp loa, vài loa thì 25 trở lại thôi, chứ còn chơi 30 nó đuối. Còn 506G này thì nó y chang 506N tại vì công suất cũng như hệ thống âm sắc âm thanh y chang, nên là các bác chơi hai cặp Bass 25 là hai cặp Bass 20, nói chung là hai cặp Bass 25 đổ lại nha. Tại vì nó mang cấu hình y chang của nôm na là hai con ba La Mã vậy các bác, nghĩa là hai con ba La Mã ở trong này luôn. Đấy. Nên là các bác chơi hai cặp loa nên là nó thành là một con Omni 4CH, còn con 2333 La Mã thì 2CH, hai kênh, 2333N cũng là hai kênh nên các bác chỉ chơi được cặp loa. Còn con này là 4 kênh nên là các bác chơi được hai cặp loa, có nghĩa chơi 4 cái loa. Rất là mới nha các bác, đời 2002. Đấy, dây nguồn này, nhìn cái dây nguồn là có phê rồi. Đấy, Hyundai 2002 đây. Đấy. Đấy, phía sau của nó là đường tín hiệu ra sub này. Đấy, trạm loa, hai cái trạm loa, đường tín hiệu đầu vào, toàn tiếng Hàn không. 2002, 1080W, 520W mỗi bên. Đấy, con này cũng vậy, con này cũng đời 202 luôn nha các bác. Đây các bác, Hyundai 202. Đấy, có thay đèn chưa? Nhiều bác mình không bắt mới chơi không biết cái đi tới mua những con Comi cứ nghĩ là hàng xịn, nó là hàng họ Việt Nam, nó hàng đẹp của Việt Nam, đẹp bên China họ làm theo tiêu chuẩn Comi vậy thôi. Còn những hãng nó hết sản xuất rồi đó, hãng Jaguar không còn sản xuất, nó dừng sản xuất năm bao nhiêu á, 2000 lý mấy hay là 2012 gì các bác, nó dừng sản xuất rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào có nhu cầu và sở hữu một con BA 506G để về chơi gia đình hát karaoke với những hai cặp Boss, hai cặp BMB Bass 25
vân vân, thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Giá em báo rồi, 11.500, hai em đẹp và là xuất sắc luôn nha. Điện 220 đi, 240 nha các bác.